Chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 7 phân sợi cước 20. Thì đây là cái dòng lưới tổng hợp này. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái dòng lưới đánh tổng hợp này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh chim đêm hoặc là loa đài đánh chim đêm thì có thể là tham khảo đặt hàng. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn các bác có thể thấy thực tế là bên cơ sở là chuyên sản xuất lưới, thì trong cái thời điểm ví dụ như miền Bắc hết mùa rồi thì vẫn được các bác miền Nam ủng hộ ấy. Thì nhà em vẫn làm đấy, làm nói chung là thời điểm này không làm rộ như trước nữa mà làm túc tắc thôi đấy. Còn số lượng thì các bác cứ yên tâm là khi các bác cầm điện thoại lên gọi cho bên cơ sở em là đều là có hàng nhé, không bao giờ phải chờ đợi cả đấy. Ví dụ miền Nam thì em sẽ gửi là tầm khoảng 3-4 ngày là các bác nhận được hàng, miền Bắc thì 1-2 ngày. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên cơ sở em. Còn về cái dòng lưới 7 phân sợi cước 20 này thì đầu tiên là các bác mua về là các bác sẽ sử dụng đánh là cái thứ nhất là con cúc ta này, thứ hai con thu hú này, cái thứ ba nữa con trích này, con sâm này, con gà. Đấy, đây là cái dòng lưới đánh tổng hợp những cái loại chim lớn, ví dụ rẽ run hoặc là te vàng te biếc nó vào thì vẫn không thể ra được, nhưng mà đây là cái dòng lưới nhiều thịt. Đấy, nhiều thịt đánh những cái loại chim chống trèo tốt, thì những cái loại chim mà như em vừa kể ra thì đánh nó sẽ hiệu quả. Còn ví dụ con te vàng hoặc con rẽ run, đấy, những cái loại chim mà nó vào lưới làm im ấy, nó không phá thì chúng ta có thể quay sang sử dụng cái lưới mắt 8 phân sợi cước 15 đánh tàng hình hơn. Về cái dòng lưới này này các bác này. Dòng lưới này chiều cao mắt lưới của nó là 115 mặt nha các bác nhé. 115 mặt tính từ cái mắt dưới cùng lên tới trên đỉnh. Còn đây là cái dòng lưới hải lợi được các bác thợ đánh chuyên nghiệp sử dụng rất là nhiều. Sợi lưới bền, cái thứ hai là sợi rất là mềm, đóng đánh bám, đóng chim rất là tốt đấy. Đấy còn về lưới thì ở trên thị trường thì nó có nhiều loại, ví dụ như là sinh pha này, lưới nhật này, lưới hải lợi này, lưới tàu. Đấy, còn các bác muốn sử dụng một cái tay lưới như thế này mà giá tiền bình dân thì em cũng làm thợ lưới thì khuyên thật cho các bác là nên các bác sử dụng về cái lưới mắt 7 phân sợi cước 20 này. Đấy thì dòng lưới hải lợi thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Còn mắt lưới thì khá chắc đấy, không chạy mặt đâu các bác. Đấy, hàng này thì mềm lưới này. Đấy, không bị chạy mặt lưới này. Đấy, còn số lượng lưới thì bên cơ sở làm thực tế các bác là trong cái thời điểm này thì vẫn làm rất là nhiều đấy, một ngày vẫn đi rất là nhiều đơn hàng về lưới. Còn khổ lưới thì nó sẽ có hai khổ để cho các bác sử dụng, đó là khổ 50m này và khổ 100. Thì ví dụ như khổ 50m em đang cầm ở trên tay đây thì làm cho các bác là 3 cọc. Đấy, và chiều dài là 50m, chốt nhồi cọc như là mở khoang túi, hàng này làm 5 dây 4 túi nha các bác nhé. Đấy, còn các bác mua về sử dụng đánh thì chúng ta sẽ sử dụng đánh ở trên cái sào 4m hoặc là 5m. Đó thì nó sẽ hợp lý. Còn về cái dòng lưới này thì nó là cái dòng lưới đánh tổng hợp. Đấy, ví dụ anh em mà chơi 8 phân chẳng hạn, 8 phân thì nó đánh sẽ thoáng mắt hơn, đánh con chích sướng hơn, nhưng mà không đánh con quốc ta chẳng hạn thế, thì ví dụ anh em mà muốn chơi cái dòng lưới 7 phân này về đánh quốc ta thì nó hợp lý. Còn quốc ta thì bây giờ miền Bắc mình anh em vẫn đang đánh, bởi vì con đấy nó đánh là đánh quanh năm luôn anh em. Đấy, còn lưới thì có hai khổ để cho các bác cắm ở bàn mình nhé, khổ dài 50m và khổ dài 100. Đấy, tùy các bác thôi. Đấy, các bác bàn rộng thì các bác sử dụng là tay lưới 100, còn ví dụ bàn hẹp thì các bác sử dụng là 50 cho em. Đấy thì nó sẽ hợp lý để các bác lựa lưới các bác đánh. Còn hàng thì cứ cố định là mặc định là các bác kiểm tra hàng trước mặt bưu tá nhé, rồi các bác thanh toán đối với người giao hàng đó thì xong. Còn lưới thì em giới thiệu trên video thì các bác chỉ nhận diện, nói chung là giới thiệu như thế này chỉ nhận diện lưới thôi đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác biết được cái thông số để các bác đặt đấy thì nó sẽ dễ. Còn các bác mua về thì luôn luôn là được kiểm tra hàng cũng như là đánh thực tế, thì chúng ta sẽ trải nghiệm ở trên cái mẫu lưới bên cơ sở nhà em thì các bác sẽ ok hơn. Đó, một video thì giới thiệu cho các bác thợ đánh là về cái mẫu lưới đánh tổng hợp, mẫu lưới 7 phân ấy. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em nhé. Bây giờ chào các bác đi ạ.